Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu một cái conductor có chức năng chuyển mạch ETEC nha. Conductor của ETEC có chức năng chuyển mạch giữa hai nguồn và có chức năng là tự động và thủ công, giống như một cái ATS đầy đủ tính năng. Thì nó sẽ chuyển được từ hai nguồn, nguồn A và nguồn B. Đây, nó nối là nguồn A nguồn B. Thì theo cái sơ đồ này, đây là cái sơ đồ của nó. Thì cái loại này là loại chỉ có tự động, còn cái loại này là loại có tự động và thủ công luôn. Thì em sẽ giới thiệu cách đấu nối và cách hoạt động của nó. Ở đây cái ATS này nó sẽ cái conductor này nó sẽ có hai cái đường nguồn vào là L1 này và L2 N2. Đó. Thì nó sẽ có hai NO, hai tiếp điểm NO, hai tiếp điểm NC, còn là hai thường đóng và hai thường mở. Thì cái cuộn hút mình sẽ nối đây, cái nguồn cấp cuộn hút là hai chân nhỏ đây, A1 A2, hai chân nhỏ bên này. Mình sẽ nối vào cái nguồn L1 là nguồn ưu tiên. Nguồn L1 là đang nối vào 1 và 3. 1 và 3 là chân ưu tiên đây, hai chân giữa đây. Thì khi cấp vào cái nguồn L1 này thì nó đồng thời cấp cho cuộn hút này. Và nó sẽ hút cái cuộn hút để mà nó nối cái L1 này đi ra đầu ra. Đồng thời nó sẽ ngắt cái đầu ra của cái L2 N2 này, không cho thông với cái output. Đó. Nó chuyển mạch ở bên trong đó. Tiếp điểm thường đóng nó sẽ chuyển thành thường mở và thường mở chuyển thành thường đóng. Và khi mà mất nguồn L1 N1 này thì nó sẽ mất nguồn cuộn hút này, nó sẽ nhả lại cuộn hút và L2 N2 nó sẽ thông với tải. Và nó sẽ ngắt cái đường thông giữa là một lần một với tải. Đó. Nó chuyển mạch giữa thường đóng và thường mở. Thì ở đây em đang có cái nguồn đây này, em sẽ đóng lại nha. Ở đây là cái tải này. Tải em đang nối đầu ra này. Đầu ra LN này. Nối song song cái đầu ra. Nối song song đầu ra L với N với nhau. Đó. Và cái đầu vào này. Đầu vào thì nối như cái sơ đồ này luôn. Đây là L1, này là L2, N2 là hai dây ngoài cùng này. L2 N2 là hai dây ngoài cùng này. L1 N1 là hai dây giữa này. Thì L1 N1 này nó sẽ cấp nguồn cho cái L1 N1 này. Sẽ cấp nguồn cho cái cuộn hút ở đây, A1 A2. Đó. Cuộn hút thì mình cấp LN bên nào cũng được. Rồi. Bây giờ em sẽ thử cấp nguồn ở bên phía này là nguồn L1 này. Bên phía nguồn L1 này, nên cấp nguồn L1 này. Đó, cái đèn sáng này, tải sáng này, có nghĩa là nó đang và cuộn hút nó chuyển nha, nghe tiếng cạch nó sẽ chuyển cuộn hút để mà nó đang đóng không với nguồn bên này. Và cấp nguồn bên này này, nguồn L1 này cho tải này. Bây giờ đóng nguồn L2 đồng thời luôn. Thì nó vẫn đương ưu tiên L1. L1 đang là nguồn ưu tiên. Mình ngắt L1 đi. Ngắt L1 đi. Đó, nó sẽ chuyển lập tức qua L2. Đó. L2 đang cấp nguồn nuôi tải. Và khi mà có nguồn L1 lại là nguồn ưu tiên thì nó lại chuyển lại L1 nuôi tải. Khi mà nó đang nuôi tải cả hai nguồn L1 L2 đang có nguồn thế này. Và mình muốn cấp bằng cái L2 này, bằng nguồn dự phòng này nuôi tải chẳng hạn, thì mình sẽ dùng cái chế độ thủ công ở đây. Mình sẽ kéo xuống. Đó, kéo xuống như vậy. Thì bây giờ nó đã chuyển qua nguồn bên này nuôi tải rồi. Nguồn L2 nuôi tải rồi. Đây, ngắt này. Bật tắt cái nguồn L1 nó không có tác dụng gì hết. Đó. Và khi mà mình chuyển về chế độ tự động thì nó sẽ lại chuyển về cái nguồn L1. Đây. Chuyển về tự động, kéo về giữa. Kéo về giữa là auto. Đó. Khi mà kéo về giữa là nó sẽ nghe cái cuộn hút bên trong nó hút lại và nó chuyển về tự động auto. Còn khi mà mình muốn giữ ở cái L1 này, đây kéo lên thì nó sẽ giữ ở cái nguồn L1 này liên tục. Đó. Và khi đó là mình ngắt L1. Đây, ngắt L1 này. Thì cái L2 này nó cũng sẽ không cấp nguồn cho cái tải này. Tại vì mình đang giữ ở cái nguồn L1. Cái này là chế độ thủ công nhá. Do đó là nó
nó sẽ chạy theo cái nguồn của bên 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 nguồn là một ưu tiên này. Đó. Thường là chúng ta sẽ dùng ở cái trạng thái là tự động là chính. Ở trạng thái tự động á, thì khi mà mất nguồn là một nó sẽ chuyển là hai, có nguồn là một thì nó chuyển lại là một. Đó. Nó sẽ chuyển như vậy, nó chuyển hai nguồn và chuyển rất là nhanh, gần như là không gián đoạn. Mỗi lần nó chuyển nó sẽ nghe cái tiếng cái conductor này nó đảo, và ở đây cũng có một cái chỉ thị nhỏ này để chúng ta biết là trạng thái đang ở bên nào. Và mình cũng có thể dùng cái conductor này để điều khiển cho một cái ATS lớn bên ngoài, hoặc là điều khiển cho cái conductor khác, conductor chịu dòng tải cao tại hai tiết điểm thường hở đó, mình điều khiển để mình làm cái ATS, coi là nó sẽ đóng so le nhau, đóng nguồn bên A hoặc là đóng nguồn B, đóng một trong hai nguồn. Thì bên em sẽ hướng dẫn cái việc mà lấy con này điều khiển cái conductor khác mang tải khác, em sẽ làm cái video hướng dẫn sau. Còn cái sơ đồ đấu nối của cái conductor chuyển mạch thì như em đã giới thiệu và đã test ở đây. Đó. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người.